hơn một tháng qua, cùng với các địa phương khác trên địa bàn quận Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc cửa ngõ phía Tây của thành phố đã tập trung phong tỏa truy vết, phối hợp tổ chức xét nghiệm nhằm ngăn chặn không để dịch lây lan rộng tại các khu dân cư trên địa bàn. Đây là khu vực phong tỏa tại tổ dân phố 29 được phường Hòa Hiệp Bắc quyết định thiết lập. Khi xác định tại đây có 3 người nhiễm COVID-19 vào khoảng giữa tháng 7, phường cũng đã tiến hành họp khẩn để triển khai các biện pháp khoanh vùng truy vết. Cả 3 ca bệnh này đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ công ty điện tử Việt Hòa. Ngoài điểm nóng này, thì tính từ đầu tháng 5, phường cũng đã có 3 khu vực phải cách ly y tế, 21 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 9 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ công ty Việt Hòa, 3 trường hợp liên quan đến cảng cá Thọ Quang. Sau khi mà đã có thông tin từ cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sơn, cũng như là những cái công nhân khu công nghiệp, thì phường cũng đứng ra cùng với tổ COVID cộng đồng đã rà soát từng khu dân cư, từng tổ dân phố và đưa vào cái diện F liên quan để chúng ta xét nghiệm cứ tần suất là 3 ngày một lần. Đối với các tiểu thương, các cái chợ trên địa bàn phường cũng như thế. Và tiến hành là đồng loạt là 3 ngày thì trạm y tế phường có trách nhiệm là xuống khu dân cư, chọn cái địa điểm để mà mời các cái F liên quan này xét nghiệm. Đã một tuần qua, trên địa bàn phường không ghi nhận thêm ca mắc mới. Để ngăn chặn dịch hiệu quả, phường đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Các chốt kiểm soát cứng và mềm được phường lập ra tùy thực tế khu dân cư. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức linh hoạt, nhất là phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng. Ban tổ mặt trận vận động với các tổ dân phố cùng các ban ngành đoàn thể phối hợp đến từng nhà, từng ngõ để động viên bà con hãy cố gắng ở nhà, tập trung không được đi ra khỏi nhà. Khi ra nhà thì có cái lý do chính đáng. Từ đó mà bà con cũng nâng cao được cái ý thức trong công tác phòng chống dịch. Cả hệ thống chính trị của phường Hội Bắc đã vào cuộc mà hết sức quyết liệt, đã tiến hành lập tổng cộng 7 cái chốt ra vào các cửa ngõ của thành phố. Vì phường là một cái địa phương cũng là cuối của thành phố, đồng thời là lập những cái chốt chặn trong những cái khu dân cư, hạn chế nhân dân ra vào, và đồng thời là thành lập một tổ kiểm tra lưu động mà giám sát tất cả những hoạt động của nhân dân khi mà ra khỏi địa bàn. Không chỉ làm tốt công tác phòng chống dịch, phường Hòa Hiệp Bắc cũng đã để lại hình ảnh đẹp khi đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng để hỗ trợ cho hàng trăm người dân từ các tỉnh phía Nam về quê được an toàn thông suốt khi qua đèo Hải Vân, cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố. Hiện phường Hòa Hiệp Bắc đang tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch nhằm từng bước thu hẹp vùng đỏ, mở rộng vùng xanh, phấn đấu xây dựng khu dân cư an toàn, không để phát sinh ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.